những chiếc tàu vẫn đều đặn chở khách du lịch đến đảo Santorini, hòn đảo nổi tiếng nhất của Hy Lạp. Theo số liệu thống kê, lượng khách tới Santorini những ngày hè này tăng gấp 20 lần so với bình thường. Là địa điểm ngắm cảnh hoàng hôn, bình minh tuyệt đẹp, dễ hiểu vì sao Santorini lại trở thành một địa điểm du lịch không thể bỏ qua. Tôi luôn muốn đến đây. Đây là ước mơ của tôi từ hồi trung học. Khách du lịch sẵn sàng chịu cái nóng buổi chiều để tìm một địa điểm đẹp giữa ngôi nhà quét vôi trắng và những mái nhà thờ vòm xanh. Họ có thể chờ đợi hàng giờ để ngắm hoàng hôn. Tất cả du khách đều dường như không bận tâm khi đi qua một biển báo có dòng chữ: "Hãy tôn trọng, đây là kỳ nghỉ của bạn, nhưng đây là nhà của chúng tôi." Đối với nhiều người trong số 20.000 cư dân của Santorini, hòn đảo từng là chốn bình yên với những ngôi làng cổ kính và những bãi biển nguyên sơ. Giờ đây tất cả dường như đã bị hủy hoại bởi du lịch. Ngay cả những chủ doanh nghiệp được hưởng lợi từ du lịch cũng lo lắng. Ông Georgios Damigos, một chủ doanh nghiệp có 14 phòng do cha mẹ ông mở vào những năm 1980 cho biết, sẽ rất khó để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết đáp ứng cho lượng du khách không ngừng tăng lên. Tôi biết chắc rằng mức sống của chúng tôi đã giảm xuống. Santorini chỉ là một hòn đảo nhỏ, diện tích chỉ 70 km2 thôi. Bạn thử tưởng tượng số lượng du khách tăng lên gấp 20 lần như thế. Cơ sở hạ tầng nào chịu nổi? Nhiều người không có chỗ ở để nhường chỗ cho khách du lịch. Santorini là một kỳ quan thiên nhiên cần được bảo tồn cho các thế hệ tương lai, nhưng lại đang bị đe dọa bởi việc cấp phép xây dựng mà không cân nhắc. Các nhà chức trách trên đảo cũng kêu gọi hạn chế lượng du khách, đề xuất hạn chế số lượng du khách xuống còn 8.000 người một ngày thay vì khoảng 17.000 người như hiện nay. Doanh thu từ du lịch là điều không thể bỏ qua với một hòn đảo du lịch như Santorini. Chúng ta muốn có thu nhập hay không? Chúng ta có muốn có việc làm và doanh thu hay không? Bạn không thể vừa có được sự yên tĩnh, vừa kiếm được tiền. Dữ liệu doanh thu du lịch quốc gia của Hy Lạp đã tăng 16% trong những tháng đầu năm nay và dự kiến năm 2024 sẽ vượt qua kỷ lục 33 triệu lượt khách của năm ngoái. Và mỗi ngày, khi hoàng hôn buông xuống, du khách đổ xô đến Santorini, chen chúc dọc theo vách đá. Mọi con phố xung quanh lâu đài hoặc trên các ban công và sân thượng, tất cả đều hướng về phía Tây với máy ảnh luôn sẵn sàng. Họ hò reo khi tia nắng cuối cùng biến mất ở đường chân trời. Không chỉ ở Hy Lạp, tại hòn đảo nghỉ dưỡng Maloka của Tây Ban Nha, nhiều người dân địa phương thậm chí phải sống trong xe caravan vì quá tải du lịch khiến giá thuê nhà đắt đỏ. Các cuộc biểu tình phản đối du lịch diễn ra khắp nơi đã gây nên hiện tượng ám ảnh du lịch khắp châu Âu. Nhiều người còn lo ngại rằng tình hình có thể trở nên bất ổn nếu chính quyền châu Âu không giải quyết được tác động tiêu cực của tình hình hiện nay. Hàng nghìn người dân đã biểu tình chống lại tình trạng quá tải du lịch trên hòn đảo Maloka. Các nhóm biểu tình yêu cầu chấm dứt mô hình du lịch hiện tại trên đảo Maloka bởi làm nghèo người dân và chỉ làm giàu cho một số ít người. Người biểu tình yêu cầu một mô hình du lịch thay thế cùng với các quyền lợi như cho người dân được quyền tiếp cận nhà ở đàng hoàng, cải thiện dịch vụ công, bảo tồn và phục hồi các khu vực tự nhiên. Nhiều nhóm biểu tình thậm chí đã phun nước vào du khách và hô vang: "Du khách hãy về nhà." Chúng tôi không chống lại khách du lịch. Chúng tôi chống lại mô hình du lịch. Vì vậy, đó là một phần của mô hình tư bản chủ nghĩa. Chúng tôi đang phải gánh chịu hậu quả cho mô hình này vì chúng tôi không đủ khả năng sống ở đây. Đó là vì khách du lịch có mức sống cao hơn đến đây và họ cũng nâng cao mức sống của chúng tôi. Phải thay đổi. Chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Khi du lịch bắt đầu tăng mạnh, nó ảnh hưởng trực tiếp đến từng người. Mọi người như chúng tôi không còn cơ hội sống trong thành phố nữa. Không có căn hộ nào vì chúng dành cho khách du lịch thuê, cả hợp pháp và bất hợp pháp. Bà Pilar Hernando, cư dân Maloka, 45 tuổi, đã phải sống trong một chiếc xe caravan ở ngoại ô 5 năm nay vì không đủ khả năng chi trả cho giá thuê nhà đang tăng cao do sự bùng nổ du lịch trên hòn đảo nghỉ dưỡng của Tây Ban Nha. Mọi thứ đều tăng, giá cả tăng, tiền thuê nhà tăng, tất cả đều tăng trừ tiền lương. Nhiều người dân Maloka khác cũng đang phải sống trong những chiếc xe gia đình caravan vì giá nhà bị đẩy lên quá cao.
bà Aina Ana Maria, 48 tuổi, đã vay tiền để mua một chiếc xe caravan và chấp nhận trả góp hàng tháng với số tiền là 323 euro, tương đương 350 đô la Mỹ, bằng khoảng một nửa mức lương 700 euro mà bà nhận được hàng tháng. Giá thuê một phòng trên hòn đảo này phải mất khoảng 400 tới 500 euro. Vì vậy, mua một chiếc xe như thế này là giải pháp khả thi nhất. Không có cách nào để mô tả cách chúng tôi phải sống theo cách này trên chính hòn đảo của mình. Khách du lịch đến quá nhiều, họ để chủ nhà hét giá cho thuê quá cao vì họ biết rằng không người này thuê thì có người khác thuê. Maloka có 3 khu như vậy dành cho người dân sống trong xe caravan. Cảnh sát đã cảnh báo sẽ phạt tiền họ. Trong khi đó, chính quyền địa phương cho biết sẽ không thể giúp thêm gì. Nhiều du khách thích thuê nhà nghỉ khi đi du lịch. Đó là lý do tại sao số lượng khách du lịch nước ngoài thuê nhà ngắn hạn tăng 24% trong quý 2, trong khi nhu cầu về khách sạn chỉ tăng 11%. Và thế là giá thuê nhà bị đẩy lên cao. Theo trang web niêm yết bất động sản Fotocasa, giá thuê nhà tại các đảo của Tây Ban Nha tăng 158% trong một thập kỷ qua. Nhiều chuyên gia về du lịch cho rằng những cuộc biểu tình như thế này có thể ảnh hưởng đến quyết định của khách du lịch. Nhưng nhìn chung, giới phân tích cho rằng đây không phải là xung đột giữa khách du lịch và người dân địa phương, mà cuộc khủng hoảng du lịch tại châu Âu đang phản ánh về việc du lịch không được chính quyền quản lý bền vững. Điều quan trọng là chính phủ các quốc gia cần phải thay đổi chính sách quản lý để người dân địa phương không cảm thấy bị đẩy ra khỏi cộng đồng của mình. Tại một số thành phố châu Âu, chính quyền địa phương đã có hành động nhằm kiểm soát lượng khách du lịch đến quá đông. Thành phố Venice của Italia là một ví dụ. Cách đây 2 tháng, nhiều người còn nghi ngờ về việc áp dụng thu phí này của Venice. Nhưng giờ đây, các thành phố khác trên khắp châu Âu đang học tập Venice và một số thậm chí còn muốn tăng phí du lịch. Việc thử nghiệm việc thu phí vào cửa ở Venice đã thu về hơn 2,4 triệu euro cho thành phố. Thị trưởng Barcelona Jerome Coboni gần đây đã tuyên bố rằng ông muốn tăng thuế du lịch đối với một số hành khách đi du thuyền. Thị trưởng Barcelona cũng muốn chấm dứt giấy phép cho khoảng 10.000 căn hộ hiện đang cho thuê ngắn hạn. Chúng tôi đang phải đối mặt với thách thức lớn trong việc quản lý du lịch. Du lịch là một điều tuyệt vời khi mang lại vô vàn giá trị tích cực, nhưng nó phải được quản lý. Quản lý có nghĩa là chúng tôi phải có một số hạn chế và điều chỉnh, chẳng hạn như ở một số vùng lãnh thổ là lệnh tạm ngừng cung cấp khách sạn hay giới hạn số lượng căn hộ phục vụ cho khách du lịch sử dụng. Còn tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch, nơi được mệnh danh là thủ đô xanh nhất thế giới, để bảo vệ môi trường sống, Copenhagen đã thực hiện chiến dịch. Du khách đến đây nếu hoàn thành các nhiệm vụ thân thiện với môi trường sẽ được địa phương ghi nhận và tặng thưởng những phần đồ ăn hấp dẫn và vé tham dự nhiều hoạt động thú vị. Giới chức địa phương hy vọng sáng kiến này không chỉ giúp thúc đẩy hành vi du lịch có trách nhiệm mà còn làm phong phú thêm trải nghiệm văn hóa của thành phố. CopenPay là một dự án thí điểm kéo dài trong 4 tuần. Và chúng tôi có 24 điểm tham quan tham gia vào chiến dịch này. Mỗi điểm tham quan đều xác định rõ về một hành động được quy định là thân thiện với khí hậu mà khách du lịch và người dân có thể tham gia và được nhận phần thưởng. Nó sẽ có hiệu ứng lan tỏa, vì khi mọi người thực hiện những hành động vì sự phát triển bền vững của môi trường, họ sẽ thực hành nó khi họ trở về nhà. Để nhận thưởng, mọi người cần thu gom rác và nộp về cho nhân viên của chúng tôi tại quầy bar. Và họ sẽ được thưởng một món ăn miễn phí. Việc tham gia chương trình rất dễ dàng, không cần đăng ký hay cài đặt ứng dụng nào. Du khách chỉ cần lựa chọn đi xe đạp, tham gia dọn dẹp thành phố hoặc làm tình nguyện tại các trang trại trong nội đô. Những hoạt động này được dự báo có thể thu hút du khách tham gia để nhận phần thưởng. Theo Hội đồng Du lịch thành phố, du khách sẽ nhận được thẻ CopenPay nạp sẵn tiền để trả cho các loại phí tham quan ở bảo tàng, thuê thuyền kayak, mua đồ ăn nếu thực hiện các nhiệm vụ đơn giản, thân thiện với môi trường. Thành thật mà nói, tôi nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời. Copenhagen rất sạch sẽ. Đó là một trong những điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận. Ở đây có ít đồ nhựa hơn, nhiều mặt hàng có thể tái sử dụng hơn. Vì vậy, cách làm này là rất đúng hướng. Thật tuyệt vời. Ngay sau khi được phát động, nhiều du khách còn thu gom rác thải nhựa và đến phòng trưng bày quốc gia Đan Mạch để biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật. Đồi Copenhagen vốn là một điểm đến thu hút ở thủ đô Đan Mạch, đã trở thành nơi du khách thực hiện các nhiệm vụ xanh
và thưởng thức những phần thức ăn miễn phí. Nổi tiếng với danh hiệu thành phố xanh nhất thế giới được trao tặng năm 2015, Copenhagen đón khoảng 12 triệu du khách đến thăm mỗi năm. Có nhiều cách mà các quốc gia đang áp dụng để có một nền du lịch bền vững. Điều quan trọng là chính quyền và quản lý của các điểm du lịch cần nhận thức rằng tăng trưởng du lịch phải có những giới hạn nhất định, quan tâm đến lợi ích của cư dân địa phương. Có ý kiến đề xuất rằng cần đầu tư số tiền thu được từ du lịch vào các dự án cộng đồng và thị trường việc làm. Việc tạo ra một môi trường du lịch bền vững và công bằng là vô cùng quan trọng. Đây được xem là giải pháp tốt nhất để làm dịu đi căng thẳng giữa du khách và người dân địa phương. Trong bối cảnh, du khách lựa chọn đi du lịch châu Âu sẽ vẫn không ngừng gia tăng. Bản tin Nhìn ra thế giới hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.